lương tâm giá bao nhiêu. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên khực một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi. Gã lái xe xuống đến bên vệ đường giác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì xong, gã lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp. Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to, này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa. Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía sau xe. Gã lái xe đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Gã tuét miệng cười, nói do dội đi nên quên mất. Nói vậy xong anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe chạy. Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to, anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ. Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta. Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe. Gã lái xe cười thầm trong bụng, lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân. Chạy hơn 100 cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, gã hết sờ túi này lại nắng túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Gã thường người ra, giấy phép lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, gã mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, gã vội vã dãy taxi quay lại chỗ sửa xe. Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, gã tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ siêu siêu dẹo dẹo, muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi. Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Gã kêu to lên, đừng bắt ép người ta như thế, cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi. Khi gã vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ, đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi. Gã tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu gã cứ vác đá lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không còn cách nào khác, gã đành phải bê hòn đá vất vả từng bước bò lên. Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì, vậy mà trên đó không thấy có người cũng không thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu gã vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới. Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu gã vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, gã lái xe vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng cộng hòa. Ết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi. Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết, cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó. Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. Một đêm 2 năm trước, nó đi xe máy về nhà, dấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà cộng hòa. Ết, tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý. Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.